Trong môi trường hội nhập kinh tế toàn cầu, nền kinh tế của đất nước đã không ngừng vươn lên mạnh mẽ để bắt kịp xu thế phát triển của thế giới. Trải qua 59 năm, ngành xây dựng và sản xuất vật liệu đã góp phần to lớn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước, từng bước đổi mới, phát triển và hội nhập với khu vực và quốc tế. Những thành tựu đạt được đã khẳng định vai trò của lĩnh vực xây dựng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mang lại niềm tự hào cho các thế hệ tiếp nối ở Việt Nam. Sky được thành lập ngày 12 tháng 12 năm 2007 với ý tưởng, tâm huyết của các cổ đông sáng lập về một mô hình hoạt động chuyên ngành thi công xây dựng, hoàn thiện các công trình, thiết kế, sản xuất sản phẩm cửa vách nhôm kính, đầu tư bất động sản tài chính. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Hasky đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua gian khó, khẳng định năng lực, kinh nghiệm, uy tín của đơn vị thi công chuyên nghiệp, đảm nhận thi công nhiều công trình trọng điểm của đất nước, đòi hỏi phải có sự chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ, thẩm mỹ, chất lượng cao. Với định hướng phát triển đúng đắn, cùng sự quyết liệt trong công tác quản lý điều hành, sự gắn kết của toàn thể cán bộ công nhân công ty, vượt qua thời gian, thử thách, các sản phẩm, các dự án, công trình do Hasky thực hiện hoàn thành đã được các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư, tư vấn giám sát đánh giá cao về mọi mặt, khẳng định năng lực, vị thế và thương hiệu của Hasky trên thị trường. Lĩnh vực kinh doanh chuyên ngành của Hasky: thi công xây lắp công trình dân dụng và công nghiệp, tư vấn thiết kế, sản xuất, thi công lắp đặt các sản phẩm nhôm kính, đầu tư các dự án bất động sản, tài chính. Thương hiệu Hasky hiện đã có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Hòa Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai, Bình Định, Cam Ranh, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc. Nhìn lại chặng đường 10 năm phát triển, Hasky từ những ngày đầu với số lượng cán bộ nhân viên còn rất ít ỏi, đến ngày hôm nay chúng tôi đã có một đội ngũ cán bộ kỹ sư hết sức hùng hậu. Ở Hasky tạo nên được những cái giá trị trong ngày hôm nay chính là yếu tố con người. Dù ở bất kể cương vị nào, người công nhân, kỹ sư hay ban lãnh đạo, chúng tôi luôn tận tâm trách nhiệm với công việc đến cùng, và chúng tôi đã có được những cán bộ nhân viên có đức có tài để cùng nhau đóng góp xây dựng cho Hasky vượt qua bao khó khăn thử thách. Tôi xin gửi lời tri ân tới tất cả các đồng nghiệp, cán bộ công nhân viên, và thay mặt cho ban lãnh đạo tôi cũng sẽ cam kết tạo ra một cái môi trường làm việc ổn định để cùng nhau xây dựng đóng góp Hasky ngày càng phát triển hơn nữa, vươn tới những tầm cao để khẳng định thương hiệu và vị trí của Hasky trong nước và quốc tế. Từ nhiều năm nay, các dòng sản phẩm nhôm kính do Hasky sản xuất và gia công được khách hàng và đối tác lớn trong ngành xây dựng đánh giá cao. Nhà máy nhôm kính châu Âu, gọi tắt là EuroAG. EuroAG với diện tích 55.296 m² và đặt tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. EuroAG được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, máy móc thiết bị hiện đại của châu Âu cho lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhôm và kính. Các sản phẩm về kính bao gồm kính an toàn, kính tôi nhiệt và kính hộp. Còn các sản phẩm về nhôm gồm cửa sổ, cửa đi, nhôm vách mặt dựng, ốp nhôm, lan can và máy kính. Hasky hiện đang liên kết hợp tác với rất nhiều đơn vị cung cấp trong các lĩnh vực như vật tư nhôm, vật tư kính, vật tư keo và vật tư với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại và quy trình gia công khép kín từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào tới khâu hoàn thiện lắp đặt tại công trình. Mỗi năm, EuroAG có thể đáp ứng công suất ổn định với 550.000 m² sản phẩm nhôm kính. Với cái tâm thế của người làm kỹ thuật cũng như sự là nỗ lực, đồng lòng và đoàn kết của toàn bộ tập thể cán bộ, công nhân viên của nhà máy, chúng tôi hoàn toàn có thể tự tin rằng trong thời gian tới chúng tôi sẽ là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực gia công nhôm và kính ở tại Việt Nam. Và cũng giống như các cái slogan của chúng tôi tại nhà máy, chúng tôi sẽ quyết tâm xây dựng nhà máy của chúng tôi thành một nhà máy xanh, sạch, đẹp, hiện đại, tiên tiến
và có năng suất cao, đúng như cái khẩu hiệu là Green Factory, Green Product. Các sản phẩm của EuroAsia hiện nay được thi công lắp đặt các công trình khác nhau như sân bay, nhà cao tầng, cao ốc, chung cư, tòa nhà văn phòng. Mục tiêu của Haskai là trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực sản xuất và gia công nhôm kính. Bởi đây vừa là thế mạnh của Haskai, vừa là lĩnh vực nhận được mối quan tâm lớn của các chủ đầu tư về triển vọng phát triển của công ty trong tương lai. Haskai phấn đấu đến năm 2020, sản phẩm của EuroAsia sẽ tăng trưởng gấp đôi so với hiện tại. Và để những dự án được triển khai hiệu quả, không thể thiếu sự hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị tài chính, phải kể đến như ngân hàng cổ phần quân đội MBBank. MB rất là vinh dự và tự hào khi được đồng hành cùng với Haskai để triển khai các dự án trọng điểm trong suốt thời gian vừa qua, như công trình sân bay Đà Nẵng, công trình sân bay Nội Bài, công trình sân bay Vinh. Haskai là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, có đội ngũ lãnh đạo trẻ, có trình độ, có đội ngũ nhân viên tận tâm yêu nghề, và đặc biệt là có một đội ngũ kỹ sư rất chuyên nghiệp. MB đánh giá Haskai là một đối tác rất quan trọng và cam kết sẽ đồng hành cùng Haskai để triển khai các dự án trọng điểm trong thời gian tới. Thế mạnh làm nên một Haskai khác biệt là đội ngũ cán bộ, công nhân viên luôn làm việc nghiêm túc, kỷ luật, cẩn trọng nhằm tạo nên các công trình hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ngoài ra, các bộ phận thường xuyên trao đổi công việc, chia sẻ những khó khăn, sáng kiến xây dựng nên một Haskai năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp hơn trong từng dự án chúng tôi tham gia. Tôi cảm thấy rất tự hào khi được là một thành viên của đại gia đình Haskai. Đây là một môi trường năng động, sáng tạo. Tôi không những được tạo điều kiện tốt về mặt đời sống tinh thần mà còn được các lãnh đạo tạo điều kiện để có thể phát triển năng lực của bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, giúp kiến tạo nên ngôi nhà chung Haskai. Có thể nói, sự tin tưởng và ủng hộ của các chủ đầu tư trong suốt thời gian qua là nguồn động viên to lớn trên bước đường phát triển của Haskai. Đó là động lực để chúng tôi cố gắng hoàn thiện mình với mong muốn phục vụ khách hàng tốt nhất, xứng đáng với niềm tin mà các đối tác đã tin tưởng suốt 10 năm qua. Haskai cũng nhận thức rõ vấn đề bảo vệ môi trường, bảo đảm sự bình an và phát triển của cộng đồng. Haskai hiện đang triển khai chiến lược kinh doanh xanh, chủ trương đầu tư và phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. Với sức trẻ và sự nhiệt huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên, Haskai tự tin tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu của mình, xứng đáng với sự tin tưởng mà các đối tác đã dành cho Haskai trong suốt 10 năm xây dựng và phát triển, để thương hiệu Haskai luôn sáng mãi với niềm tin yêu và giá trị gia tăng của quý khách hàng.